À dạ, Nam Mô Tham à, dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn Sít Huệ Ngọc. Nam Mô Bút Tha dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bút Đá Tham Má trên Ban Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 PM tối. Houston 7:30 đến 9:30 sáng. New York 8:30 đến 10:30 sáng. Cali 5:30 đến 7:30 sáng. Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 1:30 tối đến 1:30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng bài 67 kinh Chatuma Sutta, phân đoạn 320 đến 322 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi lễ bái Tam Bảo. Và dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha dạ. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng bài 67 kinh Chatuma Sutta, phân đoạn 320 đến 322 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tinh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh đặc rất đặc biệt. Bài kinh có tên gọi là Chatuma, lấy từ cái địa danh của một làng do dòng họ Thích Ca cai quản. Ở trong bài kinh này có những vấn đề mà chúng ta cũng phải chú ý. Một là đối với các vị tỳ kheo
có cái nếp sống nó ồn ào. Đức Phật Ngài thẳng thắn đuổi các tỳ kheo đã đi, trong khi cái hội chúng này là cái hội chúng của tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana. Đức Phật này không phải vì cả nể Ngài thiên vị. Và cái đoạn cuối của bài kinh là Đức Phật Ngài thuyết về cái hiểm quả, bốn điều lo sợ của bậc xuất gia. Sợ cá dữ, sợ cá xấu, sợ nước xoáy, vân vân. Thì thực ra thì những cái pháp này chúng ta cũng từng được nghe thuyết giảng, từng được biết, nhưng mà mỗi khi mà chúng ta ôm lại, chúng ta cần phải quan hỷ vì chúng ta học, để chúng ta nhớ nhớ lại, chúng ta biết thêm nữa. Bài kinh hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư của ngày thứ bảy thuyết giảng. Và bây giờ thì sư mời cô Hương Lan đọc cho chánh văn của bài kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý sư. Dạ, sau đây con xin được đọc bài chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 67, kinh Chatuma Sutta, phân đoạn 320-322 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. 67 kinh Chatuma Sutta, phân đoạn 320-322. Tên bài kinh lấy từ địa danh Chatuma, một làng của dòng họ Thích Ca nơi Đức Phật giảng kinh này. Thở ấy Đức Thế Tôn trú ở rừng cây Amalak, cây lý gai, gần làng Chatuma. Lúc giờ một số đông các tỳ kheo nguyên văn 500 vị do hai tôn giả Sariputta và Moggallana hướng dẫn đến bái kiến Đức Phật. Những tỳ kheo mới tu này vốn chưa thụ hứng đầy đủ nên tạo ra nhiều tiếng ồn ào huyên náo. Đức Phật đã ra lệnh đuổi các vị ấy đi nơi khác. Chư Phật không cộng trú với những tỳ kheo không biết gìn giữ sự thanh tịnh, một đặc tính của người tu Phật. Sau này nhờ sự can thiệp của những người dòng Thích Ca và Phạm Thiên Sa Ham Bát Tí, Đức Phật cho phép những tỳ kheo ấy trở lại nơi Ngài đang ngự và giảng giải về những nguy hiểm trong đời sống xuất gia. Bài kinh này chứa đựng đặc tính của kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy là ghi lại trung thực những gì đã xảy ra với văn phong không trao chuốt. Một số người không quen sẽ cảm thấy ngạc nhiên với vài chi tiết của bài kinh này. 320. Lời quả trách của Phật đối với chư vị tỳ kheo và lời khẩn khoản của tục gia đệ tử. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Chatuma trong rừng cây khu Khalu Lạc. Lúc bấy giờ khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta, Xá Lợi Phất và Moggallana, một kiền liên cầm đầu, cùng đến Chatuma để ý kiến Thế Tôn. Và các tỷ kheo mới đến chào đón các vị cụ trú tỷ kheo. Trong khi các sàn tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên các
tiếng náo động ồn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Này, này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là các tiếng gì? Thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau. Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta và Mốc Gá La Ná cầm đầu đã đến Cha Tú Ma để ý kiến Thế Tôn, và các tỷ kheo mới đến chào đón các vị cụ trú tỷ kheo. Trong khi sàn tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Vậy này Ananda, hãy nhân danh ta bảo các tỷ kheo ấy, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo ấy như sau: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên: Này các tỷ kheo, các ông có nghĩ chăng các tiếng náo động ồn ào thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau? Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta và Mốc Gá La Ná dẫn đầu đã đến Cha Tú Ma để ý kiến Thế Tôn, và các tỷ kheo mới đến chào đón các vị cụ trú tỷ kheo. Trong khi các sàn tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Hãy đi đi, này các tỷ kheo, ta đuổi các ông chớ có ở gần ta. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, dọn dẹp lại sàn tọa, cầm lấy y bát rồi ra đi. Lúc bấy giờ, những người dòng Thích Ca, bản dịch là Thích Tử, có thể bị hiểu lầm, chỉ cho những tỳ kheo đệ tử Phật, thấy các tỳ kheo bị Đức Thế Tôn đuổi đi, đã tìm cách can thiệp. Lúc bấy giờ, các Thích Tử trú ở Cha Tú Ma đang hội họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích Tử trú ở Cha Tú Ma thấy các tỷ kheo ấy từ xa đi đến, sau khi thấy liền đến gặp các tỷ kheo. Sau khi đến bèn nói như sau: Này chư tôn giả đi đâu? Chư huynh, chúng tỷ kheo bị Thế Tôn đuổi đi. Chư tôn giả hãy ngồi lại một lát, chúng tôi có thể làm cho Thế Tôn vui lòng. Thưa vâng, chư huynh. Các tỷ kheo ấy vâng đáp các Thích Tử, bộ tộc Thích Ca trú ở Cha Tú Ma. Rồi các Thích Tử trú ở Cha Tú Ma đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích Tử trú ở Cha Tú Ma bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong thay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như bạch Thế Tôn, con bê nếu không được thấy con bò mẹ, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo. Phạm Thiên Sahambatti cũng góp lời. Kinh văn: Rồi Phạm Thiên Sahambatti, ta bà chủ, với tâm của mình biết được tâm Thế Tôn, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahambatti đắp thượng y vào một bên vai,
chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ. Với chúng tỷ kheo, bạch Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo, bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây có những tân tỷ kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn. Họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng, ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con bê nếu không được thấy con bò mẹ, nó có thể đổi khác, nó có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo, bạch Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo. Các thích tử ở Cha Tú Ma và Phạm Thiên Sam Bát Tí đã có thể làm Thế Tôn vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con bê con. Rồi Tôn giả Maha Mốc Ga La Ná bảo các tỷ kheo: chư hiền hãy đứng dậy, hãy cầm lấy y và bình bát. Thế Tôn đã được các thích tử trú ở Cha Tú Ma và Phạm Thiên Sam Bát Tí làm cho vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con bê con. Thưa vân hiền giả, 321, điều Đức Thế Tôn nói với hai bậc thượng thủ thinh văn. Đức Thế Tôn đã hỏi nhị vị thượng thủ thinh văn có biết lý do tại sao Ngài đuổi chư tỳ kheo. Tôn giả Sariputta trả lời, vì như vậy sẽ khiến cho Đức Phật và chư tỳ kheo khác có được sự an tịnh. Nhưng đây là câu trả lời sai, vì theo sớ giải, Đức Phật muốn nhị vị thượng thủ thinh văn nhận lấy trách nhiệm huấn thị chư tỳ kheo. Kinh văn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Maha Mốc Ga La Ná, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy cầm lấy y bát, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: này Sariputta, ông đã nghĩ vì khi chúng tỷ kheo bị ta đuổi. Bạch Thế Tôn, khi chúng tỷ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên ông nữa. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Maha Gốc Mốc Ga La Ná: này Mốc Ga La Ná, ông đã nghĩ gì khi chúng tỷ kheo bị ta đuổi? Bạch Thế Tôn, khi chúng tỷ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc, và từ nay con và Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng tỷ kheo. Lành thay, Mốc Ga La Ná. Này Mốc Ga La Ná, chỉ có ta hay Sariputta và Mốc Ga La Ná mới có thể lãnh đạo chúng tỷ kheo được. Rồi Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo. Ba trăm hai mươi hai, bậc đạo sư dạy về hiểm họa của đời sống xuất gia. Kinh văn, Ngài đã dạy về bốn hiểm họa đối với hàng xuất gia. Kinh văn, này các tỷ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những ai lội xuống nước. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, bốn điều đáng sợ này, sợ hãi này chờ đợi những ai lội xuống nước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này ở đây chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Thế nào là bốn?
sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? Ở đây này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi khổ, ưu não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyến giáo. Ông cần phải đi ra như vậy, ông cần phải đi về như vậy, ông cần phải ngó tới như vậy, ông cần phải ngó quanh như vậy, ông cần phải co tay như vậy, ông cần phải duỗi tay như vậy. Ông cần phải mang y Sangati Tăng và Lê, mang y bát như vậy. Vì ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyến giáo người khác. Những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta. Ta nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta. Lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyến giáo chúng ta. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sống. Này các tỷ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não. Kothupayasa. Và này các tỷ kheo, thế là sợ hãi về cá sấu. Ở đây này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta đã bị sanh, già, chết, sầu, bi khổ, ưu não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyến giáo. Ông nên nhai cái này, ông không nên nhai cái này. Ông nên ăn cái này, ông không nên ăn cái này. Ông nên nếm cái này, ông không nên nếm cái này. Ông nên uống cái này, ông không nên uống cái này. Cái gì được phép, ông nên nhai. Cái gì không được phép, ông không nên nhai. Cái gì được phép, ông nên ăn. Cái gì không được phép, ông không nên ăn. Cái gì được phép, ông nên nếm. Cái gì không được phép, ông không nên nếm. Cái gì được phép, ông nên uống. Và cái gì không được phép, ông không nên uống. Đúng thời, ông nên nhai. Không đúng thời, ông không nên nhai. Đúng thời, ông nên ăn. Không đúng thời, ông không nên ăn. Đúng thời, ông nên nếm. Không đúng thời, ông không nên nếm. Đúng thời, ông nên uống. Không đúng thời, ông không nên uống. Vì ấy suy nghĩ như vậy. Như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta nếm. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì được phép, chúng ta nhai. Cái gì không được phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép chúng ta ăn, cái gì không được phép chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép chúng ta nếm, cái gì không được phép chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép chúng ta uống, cái gì không được phép chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời chúng ta nhai, cái gì phi thời chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời chúng ta ăn, cái gì phi thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời chúng ta nếm, cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái gì đúng thời chúng ta uống, cái gì phi thời chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tính tâm cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chặn đứng lại trên miệng. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Sợ hãi về cá sấu này các tỷ kheo là đồng nghĩa với tham ăn. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam,
Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh già chết sầu bi khổ, u não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực. Không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm dục trưởng dưỡng, và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thọ tài sản vừa làm công đức. Vì ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy này các tỷ kheo, này từ bỏ học tập và trở về hoàn tục được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các tỷ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? Ở đây này các tỷ kheo, có thiện nam gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh già chết sầu bi khổ, u não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay khất thực, đi vào làng hay thị trấn để khất thực. Không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục mặc lộ liễu. Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập trở về hoàn tục. Như vậy này các tỷ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàn tục được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia, gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi hoan hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thamma Giá, Nam Mô Sakha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Cảm ơn cụ Phong Lan và đọc cho cái phần chánh kinh. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học cái bài kinh Chaturma. Bài kinh Chaturma này được biết đó là một cái tên tựa kinh được lấy từ ở một cái địa danh. Được biết rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại cái Chaturma này, thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất cùng với lại ngài Mục Kiền Liên đã dẫn các vị tân tỳ kheo đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà khi mà các vị này đến đảnh lễ Đức Phật thì khi mà các vị này đến gần thì có những cái hành vi ồn ào, và chúng ta nói là nói chuyện lớn, rồi hơn thua với nhau, tranh cãi với nhau, ồn ào. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới hỏi ngài A Nan là cái gì mà ồn ào như vậy. Thì các vị thì ngài A Nan mới trả lời rằng do các vị tân tỳ kheo
được sự hướng dẫn của Ngài Xá Lợi Phất cũng như là Ngài Mục Kiền Liên đến để vấn an. Thì sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đã hướng dẫn cho những cái vị tỳ tân tỳ kheo này đến để gặp Đức Phật. Thì Đức Phật đã đuổi các vị này đi ra khỏi cái chỗ ở của Ngài. Ngài khi Đức Phật Ngài nói rằng cái tiếng ồn ào mà các vị tỳ kheo làm lên á, thì giống như là một cái chợ cá hay là cái nơi mà người ta tranh cãi với nhau, làm cho cái sự ồn ào nó khởi lên. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là với một cái điều đó, khi mà Đức Phật Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất á, cái nguyên nhân gì mà Ngài đuổi các vị tỳ kheo đó đi ra khỏi ngoài nơi cái chỗ trú ngụ của Ngài. Chúng ta hiểu một điều ở đây đó, không phải là Đức Thế Tôn Ngài Ngài giận dữ như những người phàm phu. Bởi vì những người phàm phu á, thì người ta giận dữ. Còn đối với Đức Phật thì Ngài là một vị mà hoàn toàn giải thoát, hay là Ngài đã không còn những cái phiền não. Nhưng mà Ngài đuổi các vị tỳ kheo đó với lý do đó là ở đây đó, thì khi mà Đức Phật Ngài hỏi là hỏi tôn giả Xá Lợi Phất là nguyên do gì mà Ngài đã đuổi các vị tỳ kheo đó, thì Ngài Xá Lợi Phất mới thưa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, đó là có lẽ là Đức Thế Tôn đuổi các vị tỳ kheo này rời ra khỏi chỗ Ngài đó là để cho cái sự yên tĩnh của Đức Phật và chư tăng. Nhưng mà ở trong kinh Sớ Giải thì bảo rằng là ở đây đó là Đức Phật Ngài muốn tôn giả Xá Lợi Phất cũng như là tôn giả Mục Kiền Liên nhận lấy cái trách nhiệm huấn thị hay là dạy dỗ các vị tỳ kheo đó. Ở đây đó chúng ta thấy rằng là có những nơi đó, những đoạn kinh đó, thì Đức Phật Ngài có thể nói rằng chính Đức Phật cũng như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó, có thể thay thế Đức Thế Tôn để giáo hóa các vị tỳ kheo, cũng như là triển khai giảng dạy cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã giảng dạy. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cái vai trò của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên rất là lớn, rất là lớn. Và vì vậy đó cho nên là có thể nói rằng là những vị tỳ kheo đó, thì sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài đuổi các vị tỳ kheo đó, thì những cái người thích tử, thì những cái người thích tử ở đây đó là dòng họ Thích. Chúng ta biết là dòng họ Thích thì có những người cư sĩ, những người ngoài đời, chứ chúng ta đừng hiểu đó là những vị thích tử là theo như cái cách tiếng Việt của chúng ta nói, hay là Phật giáo Việt Nam nói là thích tử là những vị xuất gia rồi con của Phật. Không phải, mà thích tử ở đây là cái dòng dõi Thích Ca. Những người ở trong cái làng đó, những người đó là dòng dõi của Đức Phật. Nhưng mà những người này là những người đời đó, chứ không phải là những người ở trong đạo. Sau đó thì những cái người này đã xin Đức Phật để mà cho các vị tỳ kheo này ở lại, nán ở lại như vậy. Cũng như là cái sự cầu thỉnh của Phạm Thiên Sa Ba Tí qua cái ví dụ đó là gì? Giống như là Phạm Thiên Sa Ba Tí cầu thỉnh Đức Phật đó, là để cho các vị tân tỳ kheo. Bởi vì những vị tân tỳ kheo đó thì có lẽ là chưa được cái sự thấm nhuần, chưa được cái sự dạy dỗ và chưa được cái sự giáo hóa từ nơi Đức Phật cũng như là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên là có thể nói rằng các vị này chưa thuần. Và vì vậy cho nên là có những cái hành vi ồn ào nói năng, ồn ào lớn tiếng, rồi cư xử không có đúng chuẩn mực. Và chính vì vậy cho nên là cũng mong Đức Thế Tôn vì lòng thương tưởng
đã giáo hóa những vị tỳ kheo này. Và khi mà Phạm Thiên Sambhati mới nói rằng giống như cái hạt giống mà ở đó đó, nếu mà hạt giống đó nó không có nước á, thì nó sẽ biến dạng đi. Chúng ta thấy rằng nó biến dạng là có thể là nó, nếu mà một hạt giống mà chúng ta bỏ xuống dưới đất mà chúng ta phơi nắng thì nó cũng không thể nào mà nó sanh sôi nảy nở được, nếu không có cái sự đơm ướt của nước đất ẩm ướt rồi thì không thể nào mà nó có thể là sanh sôi nảy nở, và nó có thể hư cái hạt giống đó đi. Và cái ví dụ thứ hai đó là giống như là con bê, mà nếu mà nó không có gặp cái con bò mẹ đó, con bò con mà nó không gặp con bò mẹ đó, thì có lẽ là nó cũng không có thể nào mà nó được lớn lên, lớn mạnh lên, hay là nó có sẽ nhảy tung tăng, nó sẽ là không có ổn định khi mà không gặp được con bò mẹ. Đó là những cái điều mà từ ở nơi cái ví dụ đó. Có nghĩa là đối với những cái vị tỳ kheo mới xuất gia trong giáo pháp này, chưa được học hỏi, chưa được giáo hóa, chưa được thấm nhuần đó, thì cái người đó họ dễ dàng bị sa ngã, dễ dàng bị lôi cuốn, hay là dễ dàng bị tất cả những cái sự cám dỗ và là sa ngã, rồi làm cho cái vị tỳ kheo đó không thể đứng vững được ở trong cái đời tu này. Bởi vì vậy cho nên là đó là những cái ví dụ mà ở trong nội dung cái bài kinh này được nói đến. Bây giờ đó là khi mà Đức Phật Ngài nói rằng đối với một cái vị tỳ kheo đó, thì phải nói rằng là thật sự là cuộc tu đó, phải nói một điều đó là hết sức là thận trọng, hết sức là thận trọng, và hết sức là mình phải có cái sự nỗ lực của một vị tỳ kheo rất là lớn, thì mình mới có thể là tu tập được một cách lâu dài. Cũng như là đối với một cái đời sống xuất gia đó, quý vị thấy rằng là khi mà một người xuất gia đó, nói xuất gia thì nếu mà mình nói xuất gia mà không có lý tưởng á, thì rõ ràng nó mình nói là nó rất là dễ, nhưng mà rõ ràng là khi một người xuất gia có lý tưởng thì người đó hết sức là thận trọng, hết sức là nỗ lực. Hết sức là thận trọng là bất cứ một cái hành vi, cử chỉ, suy nghĩ của mình á, đều phải là thận trọng, dè dặt cẩn thận, như là một cái cách có cái sự phòng hộ, và luôn luôn có cái sự tinh tấn thực hành ở trong các cái thiện pháp, thì vị tỳ kheo đó mới có thể là bơi được cái ngược cái dòng nước, ngược dòng nước. Còn nếu mà một người mà như chúng ta, Đức Phật Ngài ví dụ ở đây giống như một cái người mà lội xuống nước đó, thì nếu mà cái người đó bị bốn cái hiểm họa đó, bốn hiểm họa ở đây đó, thì cái người đó họ cũng không thể nào mà lội đến đích được, tức là bơi đến đích được. Bốn cái hiểm họa đó là, cũng như là Đức Phật Ngài nói, đối với một cái người mà lội xuống nước á, thì thứ nhất là họ sợ sóng, thứ hai là họ sợ cá sấu, thứ ba là họ sợ nước xoáy, và thứ tư thì họ sợ cá dữ. Thì những bốn cái hiểm họa này, chính vì bốn cái hiểm họa này đó, nó sẽ làm cho một cái người lội nước nữa, không thể nào đi đến đích được. Thì cũng như vậy, đối với một cái vị mà xuất gia ở trong cái giáo pháp này đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người xuất gia đó cần phải chú ý, cũng như là thận trọng ở trong mọi cái hành vi của mình, để rồi mình có thể tu tập được. Ở đây đó, Đức Phật Ngài nói cái ví dụ thứ nhất đó là sợ sống. Thí dụ như chúng ta thấy rằng mình bơi ở trên sông cũng vậy, hay là đặc biệt là bơi ở biển cũng vậy. Biển thì rộng mênh mông. Chúng ta chỉ nói là bơi ở trong mé, trong bờ, gần bờ thôi, thì có những cái sóng nhất định của nó. Cũng như là sông á, thì có khi đó là có gió, nó cũng có những cái cơn sóng gợn. Tuy rằng cái sóng này nó
nó không lớn so với sóng biển, nhưng mà nó cũng là có sóng. Thì khi mà một người mà lội sông đó, thì sẽ bị cái hiểm họa thứ nhất là bị sợ sóng đó. Nếu mà không sợ sóng thì nếu mà mình sợ sóng, cái sóng này đó rất là quan trọng. Đối với một cái người xuất gia đó, thì ở đây Đức Phật ngày dạy là sao? Cái điều thứ nhất đó là một thiện nam tử từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, sống xuất gia ở trong đời sống này. Và người đó luôn luôn có cái suy nghĩ rằng ta nay đang cái bị bệnh sanh già, bệnh chết đeo đuổi này. Nếu mà mình sống bằng nếu một vị xuất gia đó, xuất gia mà mình xuất gia bằng với cái lý tưởng giải thoát đó, thì rõ ràng là chúng ta luôn luôn nghĩ, mà trong kinh Đức Phật thường nói là mình luôn luôn nghĩ đến sanh già bệnh chết, luôn luôn nghĩ đến vô thường, luôn luôn nghĩ suy nghĩ đến khổ, luôn luôn suy nghĩ đến vô thường, ngắn ngủi như vậy. Cho nên là nếu mà mình xét thấy rằng rõ ràng là ta đang bị già, đang bị sanh già bệnh chết này, đau chết này đó, nó đang dây gần với chúng ta, thì cái người đó đó, việc tu đó là các cái việc mà nghĩ rằng là ta sẽ đi đến cái đường đó, ta sẽ đi đến đường đó, ta sẽ đi đến đường đó. Có nghĩa là ta đây đó đang bị già, đang bị bệnh và đang bị chết, cái chuyện đó là đang có. Và khi mà chúng ta sẽ đi đến cái đường đó, đi đến đường đó, có nghĩa là sanh già bệnh chết thì trước sau thì cái người, mỗi người chúng ta đều phải đi đến. Cái quan trọng đó là một cái người tu đó, mình vẫn tu tập với cái đời sống tu tập của mình được, tức là mình trau dồi, có nghĩa là mình tích lũy, tu tập tạo dựng những cái công đức thiện sự, hay là mình tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ. Vì mình cái mục đích chính của mình là mình cái lý tưởng tu tập đó là để sao trau dồi giới, định và tuệ. Và khi mà mình xuất gia như vậy đó thì được cái vị thầy của mình dạy dỗ cho mình là cần phải đi đứng nằm ngồi như thế này, cần phải làm cái việc này, cần phải làm cái việc kia. Giống như chúng ta thấy rằng là nhiều khi ở bên ngoài đó thì mình thích làm cái gì thì mình làm, rồi mình thích nói cái gì mình nói, thích ăn cái gì mình ăn. Nhưng mà đối với cái người tu á, thì không phải là cái gì mình thích lại là mình lại làm được. Bởi vì ở đó đó có những điều á, là mình cần phải phải tránh. Rồi cái khuynh hướng của một cái người phàm phu tự nhiên á, thì chúng ta dễ bị các cái dục vọng, bị các cái phiền não nó chi phối, phiền não nó chi phối. Và do vậy đó cái ham muốn của mình á, là ham muốn ở trong những cái điều bất thiện. Và khi mà một người thầy hướng dẫn cho mình cần phải tránh những điều đó, thí dụ như mình nói rằng có những cái việc mà mình không có cần, cái nơi mà mình không có đến, và cái điều mình không có nên làm, thí dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu là cái điều mà mình không nên làm. Mặc dù là cái sự ham muốn của một cái người đời bình thường, hay là một cái phinh nướng của một cái người phàm phu á, thì có những cái điều đó, thích thú những cái điều đó. Nhưng mà bây giờ là mình cũng không có nên sát sanh, cũng không có nên trộm cắp, không có nên tà hạnh, không có nên nói dối, không có nên uống rượu và các cái chất sai. Như vậy thì những cái điều mà mình cần phải kiêng cử, tức là những cái điều mình không nên làm, những cái điều nên làm. Rồi bây giờ những cái điều nên làm, những điều nên làm thì người thầy nói, người thầy cũng dạy cho mình, nhiều khi đó mình cũng phải bớt ăn, rồi cũng có nhiều khi là cũng phải là bớt ngủ, để dành cái thời gian để tu tập,
hoặc là học hoặc là hành. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh á, biết được ở trong kinh á, nhiều khi nói rằng là một vị sa môn á, ít có ngủ, không có ngủ được là vì để dành cái thời gian để hành thiền, để dành cái thời gian ban đêm để trau dồi cái tâm của mình. Rồi nhiều khi mình còn tìm hiểu Phật Pháp, học Phật Pháp. Rồi có khi là mình tạo dựng những cái thiện sự công đức. Thì bên ngoài nhiều khi quý vị thấy rằng là người đời thì người ta thích ăn cái gì người ta ăn, thích ngủ ở đâu thì người ta ngủ, thích làm gì người ta làm, thích nói gì người ta nói. Nhưng mà đối với một cái người tu, đặc biệt là một vị xuất gia đó, thì mình không có nên làm những điều đó. Và khi được một cái người thầy nhắc nhở mình là không nên làm những điều như vậy, bởi vì khi không nên làm những cái điều mà Đức Phật đã ban hành, hay là những điều mà đối với một cái người tu cần phải tránh, và nên làm những cái điều mà nên làm. Thí dụ như là nhiều khi quý vị biết rằng người ta chấp tác cho một cái việc gì đó, hành thiền, trao tâm, rồi công quả, tạo thiện sự, công đức của mình làm. Thì cái người đối với một cái người mà lười biếng, tức là một người khéo tinh, không có tinh tấn, thì nghe một người thầy nhắc nhở mình như vậy thì sanh cái tâm phẫn nộ. Hay là hoặc là một cái người thầy của mình nhắc nhở của mình là đừng có nên làm những cái điều đó, thì như cái phinh nướng của một cái người phàm tục đó, thì cũng mong muốn cũng là thích làm này hoặc là thích làm cái kia. Do vậy đó là khi một người thầy nhắc nhở như vậy á, thì khi mà mình thấy không được tự do, tự do là tự do theo cái phinh hướng của pháp bất thiện, cho nên là mình, cái người đó họ đem lòng phẫn nộ. Rồi từ cái việc phẫn nộ người thầy, giống như là trong kinh có nói rằng là bất mãn đồng phạm hạnh là một trong những cái quan vô tâm. Bất mãn đồng phạm hạnh là một cái quan vô tâm, tức là cái tâm nó chao đảo, cái tâm nó không thể định tĩnh, và cái tâm nó bị xa rời đối với chánh pháp, với Phật pháp. Và vì vậy đó thì cái con đường tu đó, nó càng ngày càng xa vời. Rồi cái người đó, đó là khi mà có cái, mặc dù là khi mà xuất gia rằng nghĩ rằng ta đang bị già, bị bệnh, bị chết, đang là hiểm họa, đang là một cái mối đe dọa đối với sinh mạng của mình, đời sống luân hồi của mình còn khổ. Nhưng mà rồi đó thì khi mà mình chấp tác thực hành cái đời sống của mình xuất gia, những điều mình cần làm hay là những điều không nên làm, mình không có làm y như vậy, không có thực hành đúng như vậy, cho nên được một cái vị thầy hay là vị bạn đồng phạm hạnh nhắc nhở thì đem lòng phẫn nộ. Từ cái việc phẫn nộ đó đó, có thể là rời bỏ cái đời sống tu hành, rời bỏ cái đời sống tu hành. Cho nên là người xưa có nói cái câu rằng tạo nên cái sự nghiệp nó đã khó rồi, mà gìn giữ được cái sự nghiệp của mình nó là càng khó hơn. Có nghĩa là một người á, giống như là một người mà xuất gia đó, mình xuất gia bằng lý tưởng thì mình phải phấn đấu rất là nhiều, phải suy nghĩ rất là nhiều, để cuối cùng là mình mới chọn ra là khi mà mình nghĩ rằng cái sự sanh già bệnh chết, cái sự hiểm họa của đời sống nó luôn luôn phải đến với mình, và trước sau mình cũng phải đến với đường đó. Như vậy thì mình, việc cần làm của mình là mình ráng cố gắng thực hành giới định tuệ. Nhưng mà rồi đó là khi mà đụng tới một việc á, là những người thầy hay là những người bạn đồng phạm hạnh, hay là những bậc tôn túc, những vị có kinh nghiệm, hay là những vị có những cái trải nghiệm ở trong đời sống tu hành, và do vậy những vị đó nhắc nhở, thì người này đem lòng phẫn nộ. Từ cái việc phẫn nộ đó là từ bỏ cái đời sống xuất gia và trở về với cái đời sống thế tục. Như vậy thì cái người này đó phải nói là giống như là cái sở sống một người xuất gia cũng vậy, nghĩ rằng sanh già bệnh chết đó, đến với mình, nhưng mà rồi đó thì không chấp nhận được với lại cái lời khuyến khích là những điều mà Đức Phật ngài dạy nên làm và những cái điều nên tránh mà mình không làm được. Như vậy thì vì vậy cho nên là từ bỏ cái đời sống xuất gia. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú
Đức Phật ngài dạy rằng xuất gia rồi lại nhập gia, thời sợi dây mới được mở ra cột vào. Tức là mình xuất gia là có nghĩa là mình về hình thức ấy, thì mình không có cái sự ràng buộc, đầu tròn vai vuông, khác với ngoài đời, hình tướng ngoài đời. Rồi mình cũng dẹp bỏ những sự ràng buộc xung quanh về thế sự cuộc đời này. Rồi về tâm lý là mình làm sao rời bỏ những cái sự dính mắc của mình đối với phiền não, thì đó là xuất gia. Nhưng mà rồi đó là không làm được, không làm được, cho nên là xuất gia một thời gian rồi quay lại trở lại cái thời cái đời sống thế tục. Như vậy đó là bị sự sống nó dồn dập, sống nó cuốn đi, chính là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật ngài dạy đó là cái người sợ cá sấu. Người sợ cá sấu, cá sấu ở đây đó là có thể là khi một người xuất gia đó thì cũng nghĩ là sanh già bệnh chết đang đeo đuổi mình. Nhưng mà rồi đó là chính cái khổ quẩn này đó là làm khổ mình. Chúng ta nghe trong kinh là Phật dạy là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, do chấp thủ nắm nên khổ. Cái vị đó cũng hiểu được như vậy. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng các cái pháp môn tu tập mà Đức Phật ngài dạy, điều mà Đức Phật ngài dạy cũng có nghĩa là giới, cũng có nghĩa là định, cũng có nghĩa là tuệ, có nghĩa là con đường mà hướng đến cái đạo lộ giải thoát, hướng đến giải thoát. Cho nên ở đây đó là khi mà mình thấy như vậy, rồi người thầy của mình hay là người bạn của mình nhắc nhở dạy dỗ mình các cái oai nghi, ăn ăn cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, ăn giờ nào nên ăn, giờ nào không nên ăn. Ví dụ như là bây giờ một vị tỳ kheo là phi thời là không được ăn, rồi cái vật thực gì nên ăn. Thí dụ như là Phật dạy rằng là mình ăn cái gì là ăn còn 3 miếng nữa no là mình ngưng, hay hoặc là mình ăn như thế nào, ăn trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm. Thí dụ là mình nhai hay là cái gì đó cũng không làm, hoặc là tiếng khua, tiếng chép môi lớn, rồi tiếng khua chén, tiếng khua đũa, tiếng khua bát là không nên. Rồi ăn cái giờ nào nên ăn, ví dụ như một vị tỳ kheo thì ăn cái nào phi giờ phi thời là không nên ăn, giờ hợp thời thì nên ăn, đó là như vậy. Rồi là những cái điều mà chúng ta thấy dường như là hết sức là đời thường, hết sức là bình thường ở trong cuộc sống, nhưng mà Đức Phật luôn luôn dạy các vị tỳ kheo ăn trong cái sự chánh niệm. Rồi quý vị thấy rằng là không phải là mình nói rằng dù là vật thực, dù là vật thực hay là động vật hay là thực vật, thì cái gì đó là mình ăn để là mình quán tưởng, để nuôi lấy cái mạng sống này, trong khi không phải là ăn để thỏa thích, không phải là ăn để đẹp như là những cái người mẫu hoa hậu, ăn không phải là để mạnh như những lực sĩ, và ăn không cũng phải là cái này cái nọ để thỏa thích, mà là ăn để nuôi cái mạng sống này, để tu tập. Uống cũng vậy, thì chúng ta thấy rằng cái thức uống á, nó cũng là một cái thực phẩm thôi, chỉ có chẳng qua nó là cái thức uống thôi. Thì mình uống cũng vậy đó, uống không phải là để thỏa thích, uống không phải là để mập béo, mà uống cũng không phải là để đẹp người, vân vân, mà luôn luôn các cái thức ăn, thức uống đó, nó chúng ta cũng nghĩ như là một trong những cái phương tiện để mà mình nuôi sống cái thân này, để mà tu tập. Cho nên quay đi, quay nghi á, ăn uống là ngủ cũng vậy, đi đứng nằm ngồi cũng vậy, là cái người đó phải luôn luôn quán tưởng, luôn luôn quán tưởng. Giống như trong kinh Đức Phật ngài dạy đó là khi thọ dụng y phục thì cũng phải quán tưởng y phục này là để che sống, che cái thân này, tránh cái sự lóa lồ, xấu hổ. Y phục này là để kính, che nắng che mưa,
hoặc là những cái côn trùng chích đốt, chứ không phải là để chúng ta thỏa thích. Như chúng ta thấy rằng là ở ngoài đời đó, thì không phải là người ta chỉ nghĩ là mặt để kính không, mà người ta nghĩ mặt á, là cần phải đẹp, cần phải sang trọng, chứ không phải là chỉ kính không. Mà một vị tỳ kheo á, mình bận y phục, mặc y phục, thọ dụng y phục á, thì cũng quán tưởng rằng khi mà cái y phục này đó nó chưa vào trong cơ thể của mình đó, thì coi nó màu sắc nó vậy, nó không có mùi gì, chứ mà nó vô trong cơ thể của mình một ngày thì mồ hôi nó bám vô trong đó thì nó sở thành cái hôi rồi. Cho nên là mặc để là che kính thôi, tránh sự lõ lồ, hoặc là tránh cái sự mũi mồng rắn rít, hoặc là con này con kia, hoặc là trời nóng gió thời tiết nóng lạnh ra sao đó, để ngăn ngừa những cái sự mà nóng lạnh đó, chứ không phải là để chúng ta thỏa thích. Rồi về ăn cũng vậy, tức nghĩa là ăn phải cần phải quán tưởng vật thực này là để nuôi sống bản thân này, chứ không phải là để chúng ta thỏa thích ham muốn ở trong này. Thì cái vật thực chúng ta thấy rằng là ngày xưa đó là thời Đức Phật, cho đến ngày nay đó, chúng ta thấy các cái nước quốc giáo đó là hình thức mà chư tăng đi trì bình khất thực đó, chúng ta thấy rất là hay. Là vì sao? Cái vật thực đó đó là cả nhiều nhà, nhiều nhiều nhà cúng ở trong đó, chứ không phải một. Và cái vật thực gì, cái thực phẩm gì đó chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Chúng ta đi đến cái nhà đó, một vị tỳ kheo đến nhà đó, người ta cúng cho cái vật gì đó thì đem về thọ dụng cái vật đó. Ăn á, cái thọ dụng á, Đức Phật này nói rằng á, khi mà mình dùng á, là cũng phải là để tránh đi cái chánh niệm. Mình phải có chánh niệm, tránh đi cái sự ham muốn, tránh đi cái sự ham muốn. Bởi vì mình ăn cái vật thực gì mà mình thấy là nó vừa miệng mình thích thú á, thì mình lại đi tìm cái đó, đi tìm cái đó để mình ăn. Thậm chí tìm á, là cách này cách nọ để có được những cái thứ đó mà ăn. Trong khi Phật dạy đó là ăn cũng chỉ biết là thọ dụng các cái món vật thực đó, chứ đừng để cho cái tâm tham của mình tham đắm. Có những người đó quý vị thấy rằng vì cái ăn á, mà người ta phải khổ lị tấm thân. Người ta nói một cái câu là miếng ăn là miếng tồi tàn, ai mà vì nó muôn ngàn khổ đau đó. Thì ở đây đó có thể nói rằng là mình có cái thân này đó, nó là cái hệ quả của luân hồi, cái hệ quả của luân hồi, do cái quả của luân hồi mà tất cả chúng sanh mà tồn tại á, thì Đức Phật ngày dạy là do duy tồn do vật thực. Thì trong đó có đoàn thực, xúc thực, tức thực, tư niệm thực. Thì nếu mà mình nói trên phương diện đoàn thực thì có nghĩa là cơm canh bánh trái nước uống, tất cả các cái dưỡng tố mà nuôi cơ thể chúng ta, là những cái đó là đều là đoàn thực, đều là đoàn thực. Cho nên là mình tồn tại có được nuôi cái mạng sống này đó là nhờ cái đoàn thực này, cái vật thực này. Còn nếu như chúng ta không có những cái vật thực này thì chúng ta không thể sống. Nhưng mà đối với cái đời sống của mình đó, là thọ dụng các cái món vật thực mà Đức Phật ngày dạy rằng các cái món, bốn cái món vật dụng đó, y phục, vật thực, trú xứ, và sàn tọa và thuốc chữa bệnh đó, thì nó ở vừa chừng, chứ không phải là để ham, để thỏa thích ở trong đó, tránh đi cái lòng tham. Mà một khi là chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy một vị tỳ kheo đó là thiểu dục và tri túc. Thiểu dục có nghĩa là muốn ít, tri túc là biết đủ, biết vừa đủ với những cái gì mà chúng ta cần thiết, những gì chúng ta cần thiết. Và vì vậy đó cho nên là nếu như một người mà không có quán tưởng khi thọ dụng, ăn cũng vậy, uống cũng vậy, ngủ nghỉ quay đi, đi đứng nằm ngồi, chúng ta thấy hết sức là đời thường. Nhưng mà đó là những cái điều tu tập đó, những cái điều mà Đức Phật ngày dạy. Giống như là một vị tỳ kheo á, là những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi á, cần phải, chúng ta ngồi á, không phải là ngồi để nhịp chân, cũng không phải là ngồi mà sổng hai cái chân lên như ngồi chầm, ngồi chầm hổm. Chúng ta phải ngồi phải trang nghiêm, rồi nằm cũng phải là trang nghiêm, rồi đi cũng vậy, cũng không phải là cái tay quơ tới quơ lui, cái đầu không phải là lắc qua lắc lại, ngó lên ngó xuống, mà cái đầu của chúng ta, trước mắt của chúng ta nhìn trước,
độ khoảng dài hát tay, tức là 1-2 mét thôi, 2-3 mét gì đó, để chúng ta nhìn, chứ chúng ta không phải là ngó qua, ngó lại, ngó lên, ngó xuống, mất cái quay nghi. Rồi khi mà đi ra đường đó là thầy tỳ kheo á, là cũng phải lâm mi lại, phải cho kín đáo, không để cái sự hở hang. Đó là những cái quay nghi. Rồi là bước qua một cái mương nước hay cái dũng nước cũng không phải là nhảy. Đó là cái quay nghi. Bởi vì những cái điều đó nó hết sức là đời thường, bình thường. Nhưng mà đòi hỏi một vị tỳ kheo á, thọ dụng các cái món vật dụng khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, tất cả những điều đó cần phải có chánh niệm. Còn được một người thầy hay là một cái người bạn hay là những bậc thiện trí thức nhắc nhở mình á, thì cái người đó họ không nghe, không nghe theo. Họ không nghe theo thì họ, tâm của họ bị xui khiến ở trong cái tham dục, trong cái tham dục. Và chính ở trong cái tham dục đó đó là ham ăn, rồi ham ngủ, ham uống, ham tất cả các thứ. Mặc dù những cái thứ đó chúng ta thiếu thì không thể nào sống được. Nhưng mà không phải là để cho cái lòng tham của một người tu tập bị xui khiến trong cái ăn, uống, mặc, ngủ, nghỉ đó, mà làm cho chúng ta phải bị say đắm ở trong đó, dính mắt ở trong đó. Và cuối cùng là chúng ta thấy cái đời sống xuất gia nó không còn được an lạc nữa. Bởi vì sao? Lúc đó đó, cái đời sống mà bằng với cái niềm tin của một người mà có cái sự tu tập, có niềm tin đó, thì mình nghĩ rằng mình thực hành những điều này để hạn chế hay là thực hành giới để ngăn ngừa cái pháp bất thiện từ ở trong tâm của mình để mà mình tu tập giải thoát. Trong khi một người đó là vì lòng tham, ham ăn, ham ngủ, ham mặc gì đó, mà rồi đó là để cho cái tâm tham của mình nó xui khiến mình. Và lúc bấy giờ đó, khi mà ở trong cái đời sống xuất gia, nó không còn thấy tự do nữa, không còn thấy an lạc nữa, mà người ta thấy rằng giữ gìn hành trì những cái điều đó. Bởi vì khi mà mình giữ giới hay giữ lực mà mình thấy rằng cái điều đó nó gò bó mình, cái điều đó nó ràng buộc mình, thì rõ ràng là mình còn thấy bị nó chưa có được một cái sự đúng đắn ở trong cái gìn giữ gìn giới luật, chưa có nhìn nhận đúng đắn ở trong cái việc giữ gìn giới luật. Mà chúng ta thấy điều đó hết sức là tự nhiên. Một khi mà chúng ta muốn ngăn ngừa những cái tội lỗi, những cái hành vi xấu bất thiện, bởi vì Đức Phật á, Ngài ban hành giới hay là ban hành luật hay là các cái quay nghi luật của một cái vị tỳ kheo như thế nào đó, là để ngăn ngừa những cái hành vi xấu hay là để ngăn ngừa những cái tâm bất thiện của mình khởi lên. Mà đặc biệt là một người ham ăn, ham ngủ cũng chính vì vậy đó, là mà cái người đó họ khởi cái tâm tham đắm lên, tham phiền não lên. Và vì vậy đó cho nên là họ không thấy xuất gia đó nó trở thành một cái sự ràng buộc của họ, mà họ nghĩ rằng họ chỉ có cái cách hoàn tục á mới là cái sự giải thoát cho họ, sự thoải mái cho họ thôi. Và vì vậy cho nên là họ chấp nhận cái đời sống hoàn tục, chấp nhận cái đời sống hoàn tục. Thì cái người bị như vậy đó là bị cá sấu. Giống như cái người lội nước là bị cá sấu, bị cái tâm tham của mình nó cuốn trôi. Quý vị thấy con cá sấu nó nằm dưới mặt nước, nằm im lìm giống như rình mò vậy đó, không có một chút tiếng động. Nhưng mà rồi đó là khi mà nó gần với cái con mồi rồi thì nó sẽ đớp liền, nó sẽ táp liền. Thì cái đó là cái mối nguy hại, cái mối nguy hiểm của cá sấu, mà Đức Phật này ví dụ giống như là một người vì chính cái sự quay nghi mà mình không điều chế, điều phục được chính mình trong cái việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi, đứng, nằm, ngồi đó, mà để cho cái tâm tham chi phối. Thì khi mà xuất gia mà bị cái tâm tham chi phối, bởi vì cái sự an lạc của một cái người tu tập á, là do giới định tuệ, bằng với cái niềm tin của họ, khi họ thực hành những cái giới định tuệ, họ cảm thấy an lạc. Còn cái người mà có khuynh hướng của tâm tham á, thì bị tâm tham cuốn hút, cho nên là họ không thấy đó là an lạc, mà họ thấy đó là sự ràng buộc, sự nóng nảy, sự khó chịu. Và vì vậy cho nên họ từ bỏ cái đời sống xuất gia, họ tìm cái ngũ dục ở bên ngoài. Đó là cái trở ngại, cái chướng ngại
và cái sự vướng mắc của một cái người xuất gia là như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến một điều nữa là thứ ba đó là sợ cái nước xoáy. Chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh của cái nước xoáy là một trong những cái vùng nào mà quý vị thấy rằng sông cũng vậy, hay là biển cũng vậy, suối cũng vậy. Đặc biệt là những cái vùng mà nước nó chảy hẹp đó, thì nó dễ dàng bị cái nước xoáy. Nước xoáy chúng ta thấy nó lởn mởn ở trên mặt nước vậy, nhưng mà nó cuốn vòng, thì dù cái người mà biết bơi đó, biết lội đó, nó cũng không thể nào mà cưỡng lại trước cái dòng nước xoáy đó. Thì có thể là bị dòng nước xoáy đó nó làm cho chết đi, làm cho thiệt mạng đi. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngài nói rằng sợ nước xoáy ở đây đó là khi mà một người xuất gia, một vị tỳ kheo xuất gia như vậy, thì cũng nhận thức rằng già bệnh chết nó cũng đang đeo đuổi của mình, nhưng mà rồi đó là ở đây đó là người đó phải nghĩ rằng khi nào chấm dứt được khổ quẫn này á, thì thật sự là mới hết cái sự khổ đau. Nhưng mà rồi đó là người đó không có biết tiết chế, không có biết tu tập trao dồi phòng hộ thân của mình, phòng hộ cái lời, giống như chúng ta nghe trong kinh là tu tập thân, tu tập lời nói, là tu tập khẩu hay hoặc là tu tập tâm, là nói như vậy. Thì ở đây đó là cái người mà không biết phòng hộ thân là sao? Phòng hộ thân không phải là mình lấy cái này cái kia che chắn, hoặc là ở trong chỗ kín đáo để không có bị gió, không bị ai giết hại là phòng hộ thân. Mà phòng hộ thân ở đây đó có nghĩa là thân của chúng ta không có nên tạo cái nghiệp bất thiện do thân. Thí dụ như thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh, mà chúng ta không biết kiêng tránh những điều đó. Hay hoặc là đối với cái sự phòng hộ thân á, là một vị tỳ kheo á, là cái nơi nào nên đến là đến, cái nơi nào không nên đến là không nên đến, không đến. Vì vậy cho nên là phòng hộ thân ở đây là một trong những cái cách mà đối với một cái vị tỳ kheo đó là những việc gì cần làm thì nên làm, còn những việc gì không nên làm là không nên làm. Đặc biệt là thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh là không nên làm. Mà đối với một cái người mà không có sự phòng hộ thân á, thì cái nghiệp bất thiện của họ tạo ra bằng thân, thân sát sanh, khi mà sát sanh bằng cái sự chủ ý, cố ý để mà sát hại sinh vật cũng là một trong những cái sự công phù mộ thân. Rồi thân mà không có tu tập đó, thì tà hạnh hoặc là phi phạm hạnh, đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là vị đó không hộ phòng hộ thân. Phòng hộ thân nhiều khi đó là mình nói cho nhiều, là mình tu như thế này, tu tới nọ, hoặc là nhiều khi đó là người ta chú trọng đến cái hình thức nhưng mà quên tới cái nội dung. Cái nội dung tức là cái cách tu tập của mình, chứ không phải là những cái hình thức ở bên ngoài, là những cái nghi lễ không. Không phải là cái hình thức ở bên ngoài. Giống như mình niệm Phật là niệm ở trong tâm, mình niệm ở trong tâm, chứ không phải là có cái gì đó để mà mình niệm. Không phải giống như người ta lấy cái hình thức ở bên ngoài phải làm như thế này thế nọ, mà niệm cũng không phải cần phải la lớn lên cho người ta biết mình niệm Phật, hay là mình niệm tâm gì đó. Không phải. Mà cái tâm của mình quan trọng là mình giữ được, mình ghi nhận được, mình biết được những điều mà mình đang niệm đó, thì đó là quan trọng, chứ không phải là những cái hình thức bên ngoài. Vì vậy đó cho nên cái một cái người học phòng hộ thân á, là có thể nói rằng á, là mình tránh xa trộm thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh. Nói như vậy đó thì để là xuyên suốt trong cả quãng đời của mình, xuyên suốt trong cả quãng đời của mình, mình không làm những điều đó, đó là một cái điều mà hết sức là khó khăn. Vì vậy đó cho nên là mình phải cố gắng phòng hộ thân, là không nên sát sanh, trộm cắp tà hạnh. Bởi vì mình biết rằng mình tạo cái nghiệp đó là do thân, thì chắc chắn là thứ nhất á, là mình bị rảnh lấy quả khổ sau khi mình mệnh chung, hoặc là có khi ở hiện tại nữa là mình cũng đã lãnh lấy quả khổ rồi. Rồi đó là cái thứ hai nữa đó, là cái nhân tiếp tục
để diễn biến cho mình cái đời sống luân hồi, để chịu cái thọ lãnh cái quả báo bất thiện do thân đã tạo ra. Cái thứ hai nữa là Đức Phật ngày dạy rằng mình phải phòng hộ lời nói, tức là phòng hộ khẩu. Lời nói ở đây đó, nếu như một người bình thường thì người ta đâu cần phải, đâu có phải phần phòng hộ, đâu cần phải gìn giữ. Người ta thích nói người ta nói, người ta nói đúng, nói sai, nói thật, nói dối gì người ta cứ nói. Thích cái gì nói cái đó, nói theo sở thích. Chứ không phải là nói cái gì mà mình nghĩ rằng nó có lợi ích, hay là nói bằng với cái tâm từ, hay nói theo cái sự chân thật, nói dựa trên cái chân thật, hay hoặc là nói mang đến cái sự tiến bộ cho người khác, vân vân. Không có. Mà ở đây đó là cái người mà không phòng hộ lời nói, tức là khẩu. Mà khẩu ở đây là nói dối, nói không thật, nói những lời độc ác. Độc ác tức là nói những lời nghe nó khó nghe đó, khó nghe. Rồi nói những cái lời mà thêm bớt vô nữa. Thương ai thì thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng. Ví dụ vậy. Thì ở đây đó là cái người mà thêm bớt đó, có thể là họ thương hoặc có thể là họ ghét. Vậy thôi. Thương thì họ nói tốt, nhưng mà ghét thì họ nói xấu. Thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà đó là cái sự phòng, không có phòng hộ lời nói. Phòng hộ lời nói. Rồi thậm chí mình nói đầu trên sớm dưới, như thế này, ông này, bà nọ, hay là chuyện đông chuyện tây, nó không phải là gì. Nhưng mà chính tâm mình nói những điều đó là khiến cho cái tâm của mình xui khiến theo những cái điều đó miên man, làm cho cái tâm của mình không thể nào định trụ được, không thể nào yên tĩnh được. Vì vậy cho nên là khi một người mà không có phòng hộ, một người mà không có phòng hộ lời nói đó, hay là phòng hộ khẩu đó, thì họ gây ra cái nghiệp khẩu bất thiện, gây ra cái nghiệp khẩu bất thiện, thì họ cũng phải lãnh lấy quả báo bất thiện. Chúng ta thấy rằng là có khi đó có người bị khuyết tật bởi lời nói, bởi cái miệng câm ngọng vân vân. Rồi có người thì không bị câm ngọng, nhưng mà nói ra thì không ai tin mình hết. Cũng do mình nói dối cho nên bị cái quả đó, cho nên là họ không có thể nào được. Mà mình một cái người tu thì quý vị thấy rằng mình nói dối hay nó không thật rồi đó, thì làm sao mà người ta tin được. Mà mình nói dối thì nếu mà mình sanh lại làm người không bị khuyết tật, không bị khuyết tật bởi cái miệng thì cũng bị người ta không có tín nhiệm cái lời nói của mình. Đó là do mình có cái không có phòng hộ, không có phòng hộ lời nói. Rồi chưa kể là bị cái quả báo khổ ở trong tương lai. Như vậy thì ở đây một người mà có phòng hộ lời nói có nghĩa là hãy nói những lời chân thật, hãy nói bằng với cái tâm từ của mình, hãy nói mang đến cái sự tiến bộ lợi ích cho người khác, những chúng sinh khác, và hãy nói bằng với cái cái sự lợi ích cho người khác. Thì đó là một trong những cái lời nói mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có phòng hộ, có phòng hộ đây, phòng hộ của lời nói, phòng hộ của lời nói. Thì Đức Phật chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho mình tu có nghĩa là trao dồi thân của mình, trao dồi cái lời nói của mình, và trao dồi cái suy nghĩ của mình, tức là cái tâm của mình. Chứ không phải tu ở trong Phật giáo là mình đi cầu nguyện đầu này, cầu nguyện đầu kia để được giúp cái này, giúp cái nọ. Không phải, được ban cho cái này hoặc ban cho cái kia. Quả vị thánh nhân là do mỗi một cá nhân, mỗi một cái vị thánh đó tự nỗ lực để thành tựu được cái quả. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta luân hồi là do nghiệp, do phiền não. Cho nên là chúng ta có luân hồi. Và khi chúng ta có luân hồi là chúng ta vẫn phải chịu khổ đau. Khổ đau là như vậy. Cho nên đối với các bậc thánh thì các ngài chấm dứt luân hồi, thì các ngài không có còn khổ đau. Mà khi các ngài được chấm dứt, trước khi các ngài được chấm dứt sanh tử luân hồi, thì các ngài đã tu, nói theo một cách nào đó, đã tu thân, tu khẩu hay là tu ý.
Có nghĩa là thực hành giới, định và tuệ để làm sao ngăn chặn những cái điều đó. Và khi một người mà được người thầy của mình nhắc nhở là nên sửa đổi cái lời nói của mình đi, hay hoặc là sửa đổi cái hành vi của mình đi, việc làm của mình đi, hay hoặc là sửa đổi cái suy nghĩ của mình đi, cái tâm của mình đi, thì cái người đó họ đâu nghe. Có khi họ không nghe, không nghe. Rồi sanh ra cái sự bướng bỉnh, sanh ra cái sự dối trá, hay là sanh ra cái sự chống trả, vân vân. Và để cho năm dục nó tăng trưởng, vì đó làm cho năm dục tăng trưởng, tức là sắc thinh hương vị xúc đó, nó tăng trưởng lên. Ham thấy sắc đẹp, rồi ham thấy, ham nghe âm thanh hay, rồi ham ngửi mũi mùi thơm, rồi ham hưởng thụ thức ăn ngon, thức uống ngon, rồi ham thích thú trong cái sự xúc chạm im ấm vân. Và vì vậy cho nên là tâm nó bị đắm chìm, đắm nhiễm ở trong ngũ dục. Và vì vậy cho nên là cái người này là bị cái nước xoay, bị cái nước cuốn, nước cuốn. Thì Đức Phật ngày nói như vậy, ngày dạy vậy, năm nước cuốn. Rồi bây giờ đó là Đức Phật ngày dạy là sợ, sợ gì? Sợ cái dữ. Cái điều thứ tư ở đây đó là Đức Phật ngày nói là sợ cái dữ. Cái dữ ở đây đó là có nghĩa là cuộc tu của chúng ta. Có một bài kinh đó, Đức Phật ngày dạy là một cái khúc gỗ, nếu mà nó không bị các cái nguyên nhân làm cho dính lại đó, thì khúc gỗ đó sẽ trôi ra đại dương, trôi ra đại dương, tức là sẽ trôi ra biển. Nếu không bị người nhạt, không bị phi nhân nhạt, rồi không bị mục chìm dưới sông, hoặc là không bị tấp bờ bên này bờ bên kia, thì có nghĩa là bị người ta nhặt á, thì cái miếng gỗ đó nó cũng bị nó cũng không thể nào trôi ra biển được, không thể nào trôi biển. Có nghĩa là ở đây đó là bị cá dữ, là Đức Phật này ví dụ rằng cuộc tu của chúng ta và cả sở dĩ mà chúng ta bị luân hồi đó là do ái dục, do ái dục, ái dục nam nữ, ái dục cái này cái kia. Và trong kinh Tăng Chi á, thì Đức Phật ngài nói rằng này các tỷ kheo, Như Lai tuyên bố rằng không có một cái gì mà làm cho cám dỗ của một người nam á, đó là một sắc của người phụ nữ. Ngược lại, và không có một cái gì mà làm cho một cái người nữ đắm nhiễm bằng sắc của người nam. Thì ở đây muốn nói một điều đó là cái cuộc tu của chúng ta, mà ở đây Đức Phật ngày dạy cho chư tỳ kheo là nói riêng, nhưng mà chúng ta hiểu ở đây là những người tu. Là khi mà một cái điều đó là ở đây đó là một vị tỳ kheo đó, khi mà bị những nữ nhân, tức là nhiều khi đó là bị sự cám dỗ, bị sự thử thách, rồi nó nhiều thứ trên cuộc đời này, có thể là trở qua trở lại, rồi trong cái sự cám dỗ không biết, không nhận ra, thì bị cuốn hút ở trong, đối với một cái nữ nhân nào đó, rồi có trong bị sự thử thách nữa, thử thách cám dỗ hay là thử thách, thì những cái điều đó là đòi hỏi một cái vị tỳ kheo có cái tâm lý tu tập á, là cần phải vượt qua, cần phải vượt qua. Còn nếu không có vượt qua được đó, thì chính bị cái nữ nhân đó cám dỗ, hay là bị những cái người khác phái đó làm cho phải bị dính mắc ở trong cái ái dục. Và chính dính mắc ở trong cái ái dục đó thì có thể là rời bỏ cái cuộc tu này, rời bỏ cái cuộc tu này, rời bỏ cái đời sống phạm hạnh này, mà giống như là một trong những cái hiệp bạ mà Đức Phật ngày nói là cái dữ nó ăn á, cái dữ nó ăn. Thì chúng ta thấy rằng á, mình rớt xuống biển là có nhiều cái con cá đó, có thể là cá mập, cá này, cá kia, nó ăn chúng ta. Hoặc là chúng ta ở sông hay là ở đâu đó, nước mặn, nước gì đó cũng gặp cá sấu, nó cũng ăn, nó nhiều thứ. Cho nên cá dữ nó nhiều thứ, mà rớt xuống rồi thì nó sẽ ăn thôi. Thì cũng như vậy, ở đây nói ví dụ giống như những người khác phái, mà chính cái sự đắm nhiễm ở trong ái dục mà không có bỏ được. Và vì vậy cho nên bị cuốn ở trong cái đời sống, và do vậy từ bỏ cái đời sống xuất gia này hoàn tục, rồi trở về với cái đời sống thế tục.
Và khi mà trở về đời sống tiếp tục có nghĩa là tiếp diễn cho đời sống luân hồi nhiều hơn nữa. À, chúng ta biết rằng cái nhân mà luân hồi á, thì nó là do phiền não, rồi do nghiệp, hạnh nghiệp của chúng ta tạo ra. Cho nên là chúng ta mới có cái sự hiện hữu. Chúng ta sanh lợi cõi dục thì do chúng ta đắm nhiễm ở trong năm dục, cho nên chúng ta sanh ở trong cõi dục để thụ hưởng ở năm dục. Và chính sự thụ hưởng nó cho nên là tạo nên cái sự dính mắc, cái sự bám víu và cái sự không buông bỏ, và vì vậy bị trói buộc ở trong ngũ dục. Nên như vậy thì ở đây trong cái nội dung bài kinh này có nghĩa là ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng dù là cái vị tân tỳ kheo nói riêng hay là nói chung ở đây là các vị tỳ kheo đó, thì đặc biệt là cái điều mà Đức Phật Ngài nói là trong cái cách ứng xử trong đời sống hàng ngày đó, cần phải có cái sự nhẹ nhàng, cần có cái sự im tĩnh. Giống như chúng ta nghe ở trong kinh là nếu có nói năng á, thì nói năng ở trong chánh pháp. Còn nếu như mà đã có yên lặng á, thì yên lặng của một bậc thánh, tức là giữ cái tâm thanh tịnh, có chánh niệm. Thì ở đây đó là trong mỗi cái hành vi của một vị tỷ kheo cần phải nhẹ nhàng, cần phải đừng có thô tháo, và cũng nên sự yên tĩnh để bảo đảm cho cái nội tâm của mình, để giúp cho những người chung quanh cũng được cái sự yên tĩnh. Và đặc biệt Đức Phật Ngài nói là cái sự nỗ lực của một cái vị tỳ kheo đó là cần phải thận trọng rất là nhiều để chúng ta nỗ lực và tránh đi bốn cái hiểm họa mà như là một người lội nước, là tự bị cá sống, bị cá sấu, bị nước xoáy hay là bị cá dữ ăn thịt đó. Thì ở đây đó là Đức Phật Ngài nói là một cái người xuất gia thì cần phải nên suy xét những điều đó để rồi chúng ta tránh đi những cái điều đó, để không có bị cái sự hiểm họa ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cũng như là một người mà lội xuống nước, tránh đi bốn cái hiểm họa đó thì người đó có thể lội đến cái đích điểm của mình. Cái người tu cũng vậy, trong cuộc tu này không phải chỉ một đời một kiếp mà nhiều kiếp. Và đặc biệt là tránh đi những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy là sống mà cả sống phải sợ sống, sợ cá sấu hay là sợ nước xoáy hay là sợ cá dữ. Điều đó rất là quan trọng. Thì chúng tôi xin được dứt lời cái bài học ở đây. Có lẽ là cũng còn nhiều cái ý đặc biệt ở trong cái bài kinh này, bởi vì cái bài kinh này chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, và đặc biệt đối với một cái vị mà tu tập có cái lý tưởng tu tập giải thoát đó, thì chúng ta nên đọc kỹ để chúng ta chiêm nghiệm cái lời dạy của Đức Phật qua cái gì trong đời sống hàng ngày mà chúng tôi nghĩ rằng hết sức là đời thường, mà đó là những cái cách mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta thường xuyên tu tập, thường xuyên đối mặt với những điều đó. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sau cái trình thượng tọa pháp tân với pháp thoại vừa rồi, bật thượng tọa tu siêu, thượng tọa có trước máy và thượng tọa có nghe rõ không? Nếu nếu được tu siêu nghe được cái trình thượng tọa quan thị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Câu hỏi này thì là một câu hỏi không phải là khó khăn lắm, nhưng mà rất là mong thượng tọa trả lời với cái kinh nghiệm của một vị giáo thọ, của một vị thầy mà đã đào tạo được
nhiều lớp, nhiều thế hệ tăng ni. Và sự thật thứ siêu ở trong kinh chúng ta thường nghe nhắc đến chữ siêu và chắc. Và chúng ta cũng đọc ở trong bài kinh này thấy rằng nó có một cái giai thoại xảy ra thời Đức Phật còn tại thế. Thì theo cái nhìn của truyền thoại tự siêu đó, ngày hôm nay có nhiều vị tu sĩ xuất gia vào không có đặt chữ này là quan trọng. Nhưng mà bây giờ mình nói chấp nhận thủ và chấp nhận được dạy dỗ, hay là nó cách gọi là dễ dạy đó, thì điều đó nó quan trọng như thế nào đối với một người mới xuất gia? Kính thỉnh truyền thoại Quan Hỷ chia sẻ về suy nghĩ về điều này. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thích Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Một vị tân tỳ kheo mới xuất gia chưa có biết được pháp và luật để tu tập để thực hành, cho nên một vị tân tỳ kheo cần phải được vị thầy giáo huấn hướng dẫn và nếu như vậy và một vị tân tỳ kheo nào đó có tánh khó dạy đô mà nát sát ta thì vị đó sẽ không bao giờ nhận được một lời giáo huấn thì vị tân tỳ kheo đó sẽ bị suy sụp, sẽ bị sụp đổ trong đời sống phàm hạnh. Còn ngược lại, nếu một vị tân tỳ kheo mà có được cái tính dễ dãi somanasta thì đã chấp nhận cái lời giáo huấn một cách hoan hỷ thì vị đó sẽ được vị thầy nhắc nhở hướng dẫn và vị tân tỳ kheo đó sẽ dễ dàng có cái sự tiến hóa, tiến bộ trong giáo pháp này. Ngày xưa thời Đức Phật, có vị Bà La Môn
tên gọi là Ratha. Vì đế xuất gia trong giáo pháp đã là 80 tuổi. Và vị thầy trí độ là tôn giả Sariputta. Vị tân tỳ kheo là một vị tỳ kheo già lớn tuổi. Nhưng mà vị tỳ kheo đó luôn luôn có sự tôn trọng, kính trọng và nghe lời dạy bảo của thầy mình là tôn giả Sariputta. Có những khi bị bỏ trách thì Khu Ra Thá vẫn có sự quan hỷ để đón nhận cái lời khiển trách đó. Và chính nhờ cái hạnh dễ dãi này mà thì Khu Ra Thá không bao lâu chứng được quả vị A-la-hán, đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Và Đức Phật Ngài tuyên dương giữa chúng tăng là Ratha là một vị tỳ kheo thuộc thánh viện dễ dãi, cho nên một vị tân tỳ kheo mà vị đó có cái hạnh dễ dãi để chấp nhận cái lời giáo huấn, thời vị đó sẽ tiến bộ trong giáo pháp. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi mà từ tờ giáo đảng vừa nêu nó một thay cho. Sa thú cái chân chưa tập thể siêu. Bạch Trường Thọ Thế Siêu, Trường Thọ Quan Hỷ trả lời cho một câu nữa rồi Thánh Trường Thọ đi nghỉ. Bạch Trường Thọ Thế Siêu, tôn giả Sài Phất là một trong hai vị trường trụ sinh văn và Ngài là đệ nhất về trí tuệ. Và Ngài cũng là một vị gọi là tướng, gọi là thống soái của chánh pháp. Mà Đức Phật Ngài thường khen ngợi rằng đó là vị mà sau Đức Thế Tôn thì Ngài là người có thống quyền để tuyên lưu chánh pháp. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh đó, giữa hai ngày Sa Lợi Phất và Cục Kiền Liên đó, thì có vài lần lời nói của tôn giả Sa Lợi Phất đó, không được Đức Phật chấp nhận. Ví dụ như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà có một lần Đức Phật dạy tôn giả Sa Lợi Phất là lời nói của Ngài là đại ngôn, hay là ở tại đây trong trường hợp này Ngài hỏi thì câu trả lời của tôn giả Sa Lợi Phất không được Đức Phật nhìn nhận, mà Đức Phật Ngài lại chấp nhận lời của tôn giả Cục Kiền Liên. Thì sự việc này nó như vậy, chúng ta nên hiểu như thế nào? Kính thỉnh chúng tôi chia sẻ một vài cái cảm nhận của chúng tôi. Đã một thời gian. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây trước hết chúng ta
nên ghi nhận cái vai trò của hai vị thượng thủ thịnh văn đối với chúng tỳ kheo. Đức Phật đã dạy này các tỳ kheo, Sariputta như là sanh mẫu của chúng tỳ kheo, Moggallana như là dưỡng mẫu của chúng tỳ kheo. Ngài Sariputta là một vị đạt hạnh về trí tuệ, cho nên Ngài chỉ chú ý hướng dẫn cho chúng tỳ kheo đi vào trong giáo pháp này. Hay là hướng dẫn cho một vị chúng tỳ kheo đạt được sơ quả là bước vào cái dục thánh vức, rồi sau đó vị này phải tự trưởng thành. Còn tôn giả Moggallana đó thì Ngài như là một vị, như là một dưỡng mẫu, là Ngài nuôi nuôi dạy, có nghĩa là Ngài hướng dẫn cho chúng tỳ kheo cho đến khi nào mà đạt được thánh quả A-la-hán thì thôi, chứ không phải sanh ra rồi để đó rồi tự nó trưởng thành. Trong hai cách hướng dẫn của hai ngài, nó có một điểm đặc biệt như vậy. Và ở chính vì chỗ đó, ở đây cái câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất không phải là Ngài không có trách nhiệm, nhưng mà vì Ngài cảm thấy là vừa đủ rồi. Này Sariputta, ngươi nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Đức Thế Tôn hỏi như thế. Thì Ngài Sariputta ngồi nói rằng là, bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: nay Thế Tôn sẽ được ít bực rộn, sẽ được ăn trú trong hiện tại lạc trú. Chúng con nay cũng ít, cũng được ít bận rộn và sẽ trú trong hiện tại lạc. Tức là khi mà Ngài nói rất là cụ thể, là bình thường khi hướng dẫn 500 vị tỳ kheo đó thì phải có trách nhiệm bận rộn, nhưng mà nay chúng tỳ kheo bị Đức Thế Tôn đuổi đi rồi thì Ngài nghĩ rằng bản thân Ngài cũng ít, cũng sẽ ít cái bận rộn, được hiện tại là trúng. Thì Đức Thế Tôn Ngài không chấp nhận, trong khi Đức Thế Tôn Ngài xoay qua hỏi tôn giả Moggallana: này Moggallana, ông nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Ngài Moggallana đáp rằng: bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ rằng nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và từ nay con và tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo. Tức là ngài Moggallana, Ngài trả lời như vậy. Đức Thế Tôn chỉ chờ đợi có đến một cái câu trả lời như thế, bởi vì Đức Thế Tôn là bậc đại bi. Ngài đuổi chúng tỳ kheo đi đó là tại vì Ngài biết rõ là chúng tỳ kheo này còn đang cái sự ồn ào, không có
thuần thục ở trong cái pháp xuất gia. Và nếu như mà Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận cho họ ở gần thì họ cũng không có tiến bộ gì. Vì vậy cho nên Ngài biết rõ dưới cái sự hướng dẫn của hai vị thượng thủ kinh văn là Ngài Sariputta và Ngài Moggallana thì chúng tỳ kheo sẽ được thành tựu quả vị mục đích cứu cánh. Cho nên khi mà tôn giả Sariputta Ngài trả lời như thế thì không phải là Đức Thế Tôn Ngài thất vọng, nhưng mà vì cái câu hỏi đó nó không có chứng minh được rằng là tôn giả Sariputta sẽ gánh cái trách nhiệm thay Ngài, thay Đức Phật. Trong khi đó thì Ngài Moggallana thì Ngài đã trả lời với Đức Thế Tôn và Ngài nói rằng con nghĩ các chúng tỳ kheo mà bị đuổi đó thì sẽ làm cho Đức Thế Tôn được ít có bận rộn, sống lạc trú. Còn về cái việc mình sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo đó, thì sẽ do chính bản thầy và tôn giả Sariputta. Nghe như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài đã chấp nhận. Thì thưa quý vị, không phải là Ngài Sariputta nói sai, nhưng mà vì tôn giả Sariputta là bậc trí tuệ cho nên Ngài hiểu qua cái chiều hướng khác. Ngài không có tỉ mỉ ở cái điểm này. Còn Ngài Sariputta thì như là một cái vị dưỡng mẫu của tăng chúng, do đó Ngài rất là tản mãn tỉ mỉ. Giống như ở trong một nhà, trong một cái gia đình của người nhà giàu, thì người mẹ sanh ra những đứa con, sanh ra cũng thương nó vậy, nhưng mà cái sự săn sóc, sự chăm chút, nuôi dưỡng những đứa bé trong gia đình đó, đó là do cái người vú nhũ mẫu, như là cái người nhũ mẫu người vú. Cho nên cái chuyện đó nó không phải là một cái vấn đề lạ, không phải vấn đề lạ. Nói tóm lại là ở đây Ngài Sa Lợi Phất Ngài cũng suy nghĩ đúng, nhưng mà vì cái vai trò của Ngài như là một sanh mẫu, là người mẹ sanh ra những đứa con, cho nên là người mẹ đã nghĩ đến cái trách nhiệm, cái quyền chăm sóc bảo dưỡng là do cái người dưỡng mẫu. Thì Ngài sẽ mất vai lên án, Ngài đóng cái vai trò như là cái người dưỡng mẫu vậy. Thì cái chuyện đó Ngài trả lời như thế, mà Đức Thế Tôn thì Ngài muốn các vị tỳ kheo sau khi mà bị Ngài đuổi đi đó thì Đức Phật Ngài sẽ an tâm hơn khi mà có hai vị thượng thủ kinh văn
đứng ra để thay thế Ngài và giáo huấn hướng dẫn cho chúng tỳ kheo đạt đến phước tánh của đời sống hồng hạnh. Ngài chỉ mong mỏi như vậy thì Ngài Moggallana đã trả lời đúng ý của Đức Thế Tôn, nên Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận. Còn Tôn giả Sariputta thì Ngài trả lời chỉ đúng có một nửa, còn một nửa là vì không có theo cái ý của Đức Thế Tôn nên Đức Phật Ngài không có chấp nhận. Này Sariputta hãy chờ đợi, này Sariputta hãy chờ đợi, này Sariputta chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên nơi ngươi nữa. Chúng tôi xin được trả cái câu hỏi từ tổ chức đạo như vậy, Nam Mô Thầy. Sao thú kính trưng Thượng Tọa Thiền Sư. Lẽ ra thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư đi nghỉ, nhưng mà xin hỏi Thượng Tọa thêm một câu nữa thôi, rồi để Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, trong cái việc mà dạy dỗ đó, thì chúng ta thấy rằng có hai cái khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là nghiêm huấn, là mình dạy thì phải nghiêm. Nhưng mà ngày nay về cái nền tư giáo dục đó, thì họ còn đưa ra một cái phương thức ngược lại đó, là người thầy hay là cha mẹ đó thì nên làm bạn của con cái, là bạn tức là dùng một sự thân thiện. Thì bằng cái kinh nghiệm mà dạy học trò của Thượng Tọa đó, thì cái sự nghiêm huấn hay là sự thân thiện đó, cái nào là cái quan trọng? Sự nghiêm huấn có thân thiện không? Tại vì như quan điểm ngày xưa chúng ta hồi nhỏ mà ông ngoại thường nói trong Tam Tự Kinh thì giống như là giáo bất nghiêm sư chi đọa chẳng hạn. Thì xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng Sư. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị, cái vấn đề này cũng là một vấn đề tế nhị. Theo chúng tôi thì nó tùy theo cái thời kỳ, nó tùy theo cái hoàn cảnh và nó tùy theo cái đối tượng học trò. Trong cái thời kỳ mà chúng sinh thuần thục xu hướng theo thiện pháp thì những người học trò là những người mà họ cầu tiến và họ có cái sự kính trọng các bậc thầy như là cha mẹ. Và như vậy trong cái thời kỳ đó, giáo hóa hay dạy dỗ học trò mà không có cái sự nghiêm huấn thì như vậy học trò không có nên được, cần có cái sự nghiêm huấn để mà uốn nắn và sửa họ. Nhưng mà gặp cái thời kỳ mà chúng sinh mất đi cái tánh thuần là họ sẵn sàng họ bỏ rơi cái vị thầy, bởi vì không có thầy này thì cũng còn có thầy khác,
trong cái hành cách giáo dục hiện đại đó là như vậy, không có thầy này cũng còn thầy khác. Mỗi một thầy sẽ đảm trách một môn học, một lĩnh vực. Và do đó cho nên học trò thời nay họ không có sợ, không có nể nang với vị thầy. Thì nếu vị thầy nào mà quá nghiêm khắc đối với họ thì họ sẽ oán hận. Và họ sẽ rời bỏ, không cần đến cái sự giáo huấn của cái vị thầy nghiêm khắc như vậy. Cho nên gặp trong những trường hợp đó, thì nếu mà vị thầy dạy mà có tính cách là nghiêm khắc thì cái sự dạy dỗ đó nó sẽ không có thành công, mà sẽ đem đến cái sự thất bại. Cho nên phải tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái thời kỳ và tùy theo cái tâm tánh của người học trò này. Ở đây theo chúng tôi thì cũng không có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn bình đẳng cởi mở, mà mình trà trộn, mình ngồi xuống ngang bằng với người học trò, rồi mình làm như vậy mình sẽ không có dạy được, không có cái quy của một cái vị thầy. Cũng không nên nghiêm khắc, khắc khe. Cái nào khoan được, khoan dung được thì khoan dung, còn cái nào nghiêm khắc thì nghiêm khắc. Nhưng mà ở đây đó, theo kinh nghiệm chúng tôi là tốt nhất ở trong cái thời buổi hiện tại, thời điểm hiện tại, mình không có nghiêm khắc đối với người khác, nhưng mà muốn dạy cho học trò nó nghe theo là mình phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, để làm cái gương cho họ. Mà chúng tôi nhận thấy có một cái điểm, có một dấu hiệu thành công. Tự bản thân mình là vị thầy, mình phải chứng tỏ là mình vượt trội những người học trò về cái kiến văn cũng như về cái đạo đức. Khi mà vượt trội như vậy đó thì mình cứ để đó, mình giữ một cái khoảng cách mình. Bởi vì nếu mà mình xô bồ với họ đó thì học trò sẽ coi thường, họ đương đằng chân thì lân đằng đầu. Cho nên luôn luôn mình phải giữ một cái khoảng cách vừa phải để mà giáo hóa họ lúc cần giáo hóa, còn lúc mà không cần giáo hóa thì quyền hành xả bỏ vào một bên. Với cái thái độ đó, chúng tôi nghĩ rằng là vị thầy sẽ thành công trong cái việc mà giáo huấn các học trò đệ tử thời nay. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thượng tọa giáo đẳng vừa nêu về Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình thượng tọa tuệ siêu, kính trình thượng tọa tuệ siêu đi nghỉ. Thượng tọa pháp thân, thượng tọa có còn
ở trước máy không? Nếu thượng tọa nghe được kinh tịnh, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một cô thảo luận. Một lần nữa sẽ hỏi thượng tọa Tân, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Tân, thông thường thì chúng ta hay đề cập đến người vị tu là phát đại nguyện. Ở trên là báo ân tam bảo với là cứu độ chúng sanh, vân vân. Chúng ta nghe những chuyện rất là cao xa. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật Ngài đặc biệt đề cập đến những vấn đề rất là tầm thường ở trong cuộc sống, giống như cái sự ham hố trong việc ăn uống ngủ nghỉ, hay là cái thái độ cứng đầu khó dại, hay là cái thái độ mà ưa thích hưởng thụ thế tục chẳng hạn. Thì thượng tọa bằng cái kinh nghiệm của một người xuất gia đó, tại sao những cái điều tầm thường nó lại không nên xem thường? Xin thượng tọa có thể chia sẻ một vài cái suy nghĩ thượng tọa về điểm này. Kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Theo con nghĩ cái điều này đó thì thường đó là người ta thường nói đến cái điều gì đó nó hết sức là cao siêu, hết sức là đẹp đẽ. Ví dụ như là những cái câu mà thượng tọa đã nói khi nãy, trên là báo ân tam bảo, dưới tiếp độ chúng sinh, nghe nói Phật giáo bất truyền thì chúng ta nghe rất là lý tưởng, rất là cao đẹp, rất là rộng mở. Thì có nghĩ rằng cái lời nói đẹp thì nó cũng cần phải nói, nhưng nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không có nhìn lại cái trong thực tế của chính mình. Theo con nghĩ đó là Đức Phật dạy dỗ hay là ra đời đó để mang lại cái sự an lạc cho chư thiên và loài người. Vì vậy cho nên là khi mà nói mình xuất gia đó thì hiểu cái nghĩa xuất gia cũng như cái điều mà Đức Phật ngày mong muốn, tức là cái tôn chỉ mà Đức Phật ngài dạy, mong sao cho những cái người đệ tử của ngài có thể tu tập để đạt được sự an lạc giải thoát. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên là cái điều mà mình thấy ở đây đó, bản thân của chúng tôi thấy ở đây đó là có thể nói là điều hết sức là đời thường đó, là nhưng mà hết sức là quan trọng. Tại vì sao? Ở chỗ đó là những cái điều này đó, như là ăn mặc ngủ nghỉ cho đến là những cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là nó thường xuyên diễn ra trong cái đời sống xuất gia của mình, và đòi hỏi cái người tu trong mỗi khắc, mỗi giờ, mỗi cái thời điểm, mình cần phải biết mình, biết tu tập lấy mình, trao dồi thì lấy mình. Bởi vì thấy như vậy nó hết sức là đời thường như vậy, nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua, chúng ta không để ý tới đó, thì chúng ta bị sa ngã, hay là chúng ta bị vướng vào những cái điều đó thì có lẽ là chúng ta cũng có thể không thể tu được. Vì khi mà chúng ta không tu được đó, thì cái sự an lạc chúng ta không có đời này, cũng như là không thể nào có đời sau. Vì vậy đó, cho nên là chúng tôi nghĩ rằng điều mà Đức Phật ngài dạy đó, trong luật cũng vậy, hay là trong kinh cũng vậy, Phật dạy là những cái gì mà nó gắn bó với là những cái người đệ tử của ngài. Cho nên là trong nhất niệm, nhất cử, nhất động,
trong cái suy nghĩ cũng như là trong hành động, trong lời nói đều là cái sự tu tập, đều là sự tu tập. Cho nên nếu mà mình nói là cao xa đâu đó, mình nói những cái gì đó hết sức là cao sâu, nhưng mà rồi bản thân ở trong cái đời sống hiện tại này đó, chúng ta luôn luôn đối mặt với những cái điều khi mà chúng ta không có cái sự tu tập nhìn nhận lại chính cái hành vi của mình, những cái hoạt sinh hoạt của mình, thì mình không nói là cái sự tu được. Giống như là Phật dạy là không có nên là tu tập lời nói, hay là tu tập hành động, rồi tu tập cái suy nghĩ của mình, thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Thì ở đây cũng con nghĩ đó là mỗi việc trong cái sự sinh hoạt của mình, tu tập của mình, thì quan trọng là mình phải thấy rõ được là mỗi cái cử chỉ hành động của mình đều là có cái sự chánh niệm, có cái sự biết rõ được cái việc làm của mình, cái hành động, lời nói hay là suy nghĩ của mình. Một người mà không thể hiểu rõ được, biết rõ được những cái hành động của mình, thì làm sao mà mình có thể trau dồi được cái tâm của mình, trau dồi được cái sự tu tập, lời nói, hành động của mình. Cho nên con nghĩ rằng xuất gia ở trong Phật Pháp này, bằng với cái lý tưởng, thì con nghĩ rằng nó rất là khó thể hiện. Nhưng mà mình có cái tâm quyết để mà mình thể hiện đó, mình tu tập đó, thì mình sẽ làm được, mình sẽ làm được. Cho nên là con nghĩ rằng không có coi thường hay là không có xem thường những cái gì. Bởi vì con nhớ Đức Phật Ngài dạy một cái câu đó là dễ vui đó là con đường chết. Abbado, Abbamado, Bamado, Machuno, Badang. Có nghĩa là dễ vui là con đường chết. Con đường chết ở đây. Cho nên là cái người mà dễ vui, tức là mình xem thường những cái gì mà chúng ta đang đối mặt với những điều đó, thường xuyên tiếp xúc với những cái điều đó, tức là ăn mặc, ngủ nghỉ, cho đến mỗi cái trong cuộc đời sống, là đều để là mình nhìn được cái tâm của mình, sửa được cái tâm của mình. Thì con nghĩ rằng cái điều đó rất quan trọng. Khi mà một người dễ vui đó, thì cái người đó Đức Phật ví dụ như cái người chết. Mà dễ vui có nghĩa là mình quên cái phận sự của mình. Mà phận sự của người tu đó là trau dồi cái lời nói của mình, trau dồi cái tâm của mình, trau dồi cái hành động của mình. Mình có tu tập là như vậy. Mà để có những điều đó thì đòi hỏi cái người tu cần phải có chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái cử chỉ, hành vi, hành động đó. Ngược lại, nếu như một người không có dễ vui, là một người mà có thể giống như là cái người sống còn ở trong cuộc đời này, khi mà mình bị dễ vui thì mình là cái người chết, ví dụ như cái người chết. Mặc dù chết không phải là như cái nghĩa đen là nhắm mắt lìa đời này, mà sống mà mình bị lôi cuốn ở trong phiền não, bị cuốn quến ở trong phiền não, bị nhận chìm ở trong phiền não thì giống như là chết. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú ký trừng Thượng Tọa Pháp Tân. Thưa Phật tử, khi chúng ta đọc vào trong kinh điển, một trong những điều lợi lạc là chúng ta chịu khó xóa đi cái thói quen là mình đọc một câu chuyện xưa, rất xưa, một câu chuyện cổ, mà chúng ta cứ hòa mình vào trong cái không khí như là chúng ta đang sống ở trong cái đạo tràng, và đạo tràng đó Đức Phật còn tại thế, và những gì mà Ngài dạy, những gì mà đang xảy ra trở nên thân thiết, trở nên gần gũi, và điều đó cũng cho chúng ta sống trong những giây phút rất gần bên Đức Phật, rất gần với đại chúng tỳ kheo, ở trong cái vui, cái buồn,
ở trong cái hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Nó là, cũng là một điểm rất lợi lạc cho sự tu tập của chúng ta. Xin kính trực chư vị giảng sư đã vào rung để chia sẻ bài học ngày hôm nay. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Trung Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính tri ân quý ngài và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thank you.